Kính chào cô chú và quý anh chị thân mến. Hiện tại thì em đang có mặt tại trục đường 48m D18, khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn, khu sân bay Long Thành, tại xã Bình Sơn và xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Anh thì cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là bốc phét. Đây là trục đường D18, 48m, là trục đường lớn nhất của khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn, khu sân bay Long Thành nha quý anh chị. Hướng đi ra đây là hướng là đường DT769 này, và bên kia là khu công nghiệp Lộc An, Bình Sơn. Với con đường 769 thì mình đi quẹo phải ra là mình ra thị trấn Long Thành, còn quẹo trái là ra quốc lộ 51 đi quốc lộ 20 Đà Lạt, Lâm Đồng nha anh chị. Đấy. Ngay ngã tư này, ngay quỹ đất này, ngay hướng tay em chỉ đây là trung quỹ đất dành cho trung tâm thương mại rộng 5 hectare. Tuyệt quá. Đó, đi thang đây là con đường N47 kết nối giữa đường D18 48m và N23 48m. Và chạy xuống đây là đường D18 đi ra đường 769 mới, cũng là xuống đây là gặp Bùng Binh, và ở đây là trung tâm lớn nhất của khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn, gồm có chợ này, ủy ban nhân dân xã Lộc An, Bình Sơn này, có hai nhà thờ lớn này, rồi và rất là nhiều tiện ích khác nữa nha anh chị. Đó. Với nhiều lợi thế khi anh chị về đây đầu tư cùng nhân cư lập nghiệp, thì hôm nay em sẽ gửi tới quý cô chú và quý anh chị một cái lô đất nằm trên trục đường N47 32m. Đây, đó, trục đường này 32m, vỉa hè là mỗi bên 10m nha quý anh. Vỗ tay. Anh chị, cái trục đường này thì kết nối giao thông giữa khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn và dự án STC Long Thành 23 hectare. Rồi thì bây giờ không để anh chị phải chờ lâu, thì mình đi vào xem thực tế lô đất nó như thế nào, và nó vị trí đẹp như thế nào, và hướng nó là hướng gì nhá anh chị nhá. Ok. Đây là con đường 32m nha quý anh chị, 32m, vỉa hè mỗi bên 10m. Đó, rất là đẹp anh chị ha. Hướng sang bên đó, thẳng xa xa bên kia là của dự án STC Long Thành. Và lô đất hôm nay em muốn gửi tới quý cô chú và quý anh chị có diện tích, nó là một lô góc hai mặt tiền trục đường 32m nha anh chị ha. Trục đường này trục đường 32m này, và trục đường bên này là trục đường 17m, có diện tích là 5 x 25, 125m. Đó, hướng này là hướng đi ra đường 32m, hướng đi ra STC, vỉa hè mỗi bên 10m nha anh chị. Đó, lô góc của mình nó nằm ở đây nha anh chị ha. Đó, lô góc nó nằm ở đây, có diện tích là bề ngang là 5, bề sâu là 25 nha anh chị, 125m. Nhưng mà lô góc này thì nó do bị chéo góc một xíu nên nó tầm khoảng 120m thôi ạ. Đó, vỉa hè đây là mỗi bên 5m nha anh chị. Từ đây sâu vào trong kia là 25m nha anh chị. Hướng này là hướng đông nam nha anh chị. Nếu về nói về hướng phong thủy thì chẳng có lô đất nào mà đẹp bằng hướng đông nam hết. Anh thì cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi là bốc phét. Hướng đông nam mà lại hai mặt tiền đường 5m thế này thì rất là tuyệt vời. Anh chị mua để ở hay là mua để sau này kinh doanh buôn bán thì đều rất là thuận tiện và ok anh chị ha. Đó, hiện tại trên này đang có một cái kho để tạm của nhà bên này. Đó, hướng của mình là hướng thẳng ra đây. Đó, thẳng ra bên kia là đường, đó là đường đi ra sông Hành 769, quẹo phải cái là ra đường D18 48m nha anh chị. Rất đẹp anh chị ạ. Anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một cái lô đất là có bề ngang 5, bề sâu là 25, hai mặt tiền hướng đông nam như lô em đang giới thiệu đây, thì anh chị có thể là gọi ngay cho em qua số điện thoại trên màn hình để được tư vấn, cũng như là em sẽ gửi thông tin chi tiết hơn anh chị ha. Đó, anh chị nhìn thấy không? Đường vỉa hè này là đường vỉa hè này 10m này, đường này đường 12m, rộng thanh thang luôn. Khu này thì buôn về tương lai thì buôn bán quá sầm uất luôn, quá đẹp luôn anh chị ạ. Quá tuyệt vời luôn. Đó, khu này là khu biệt thự. Chạy thẳng ra đây là đường DT769 này. Đi sang đây một chút xíu là chúng ta sẽ bắt gặp cái đường D18, trung tâm thương mại, quẹo phải xuống chợ. Quẹo trái là đi ra đường 769 kết nối giao thông giữa thị trấn Long Thành và quốc lộ 20 nha anh chị. Rồi ok, em sẽ review lại một lần nữa. Lô đất có bề ngang là 5, bề sâu là 25, nằm trên hai mặt tiền trục đường 32m và đường 17m, thuộc khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn, khu sân bay Long Thành, thuộc xã Bình Sơn và xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị. Giá vô cùng đầu tư ạ. Năm ngoái thì tầm khoảng 7 tỷ, nhưng bây giờ
chủ cần tiền bán gấp cũng như thị trường xuống thì bán còn là 4.7 tỷ anh chị nhé. Đúng 4.7 tỷ giá còn được thương lượng chính chủ nha anh chị. Hướng này là hướng đông nam và hướng chính là hướng nam, và hướng phủ bên này là hướng đông anh chị ha. Đó, hướng ok, anh chị nào mà quan tâm thì cứ gọi cho em qua số điện thoại trên màn hình hoặc là để lại số điện thoại thì em sẽ kết nối Zalo cũng như là gửi thông tin chi tiết hơn anh chị nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ạ. Cảm ơn anh chị đã xem hết video và anh chị nhớ đăng ký kênh, like, thả tim, ủng hộ kênh em anh chị nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.